Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 70 ngày 29 Đấng Uy Quyền Khắp Đất. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Câu ghi nhớ Thi Thiên 145 câu 3a. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 4, Kinh Thánh Cựu Ước trang 641. Về năm Ô-sia băng có nghĩa là băng hà là chết đó các em. Về năm Ô-sia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và đền đầy những khối. Chúng ta xem Kinh Thánh câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Thi Thiên 145 câu 3. Thi Thiên 145 câu 3. Kinh Thánh Cựu Ước trang 590 145 câu 3. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Câu ghi nhớ chúng ta trong phần A: Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Chúng ta làm phần bài tập. Ở trong phần tìm hiểu, ông tiên tri Ê-sai thấy gì khi vua Ô-sia băng hay là vua Ô-sia chết? Ông thấy gì các em? Về năm Ô-sia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Chúa ngồi trên ngôi cao sang là Chúa ngự ở trên ngai của Chúa đó. Ngồi trên ngôi cao sang. Rồi vạt áo Chúa như thế nào? Vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Đầy dãy đền thờ. Các seraphim, seraphim là các thiên sứ đó các em. Thiên sứ chuyên về sự thờ phượng Chúa. Các seraphim như thế nào? Những seraphim đứng bên trên Ngài, đứng để mà thờ phượng Chúa đó, đứng bên trên Ngài. Rồi khắp đất như thế nào? Khắp đất đầy sự vinh hiển Ngài. Khắp đất đầy sự vinh hiển Ngài. Hình ảnh seraphim có gì các em? Ở đây chúng ta thấy seraphim đây. Seraphim có 6 cái cánh, 2 cánh để che chân, 2 cánh để che mặt và hai cánh dùng để bay. Hai cánh che mặt bởi vì sao? Bởi vì trước cái sự vinh hiển của Chúa, Chúa là đấng vinh hiển, Chúa là đấng thánh khiết. Giống như là buổi trưa giữa trưa nắng mà các em nhìn
bước ra ngoài trời nhìn lên mặt trời đó, thì các em không thể chịu được, mặt trời rất là chói và có thể các em sẽ nhảy mũi hay là ách xì đó, bởi vì nhìn trực diện vào mặt trời. Và sau khi nhìn vào mặt trời đó thì các em sẽ thấy chói mắt, và khi các em hết nhìn mặt trời, các em nhìn chỗ khác thì không thấy gì hết. Thì Chúa là đấng thánh khiết và rực sáng, vinh hiển gấp nhiều lần so với mặt trời, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa, tạo dựng nên mặt trời mà. Và khi mà thiên sứ đứng gần Chúa và để thờ phượng Chúa đó, thì thiên sứ không thể nhìn thấy, không thể nhìn cái sự vinh hiển đối diện với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được. Cho nên là thiên sứ phải có hai cái cánh để che mặt mình lại. Giống như các em đi ra giữa trời mà cái nắng quá, các em phải lấy cái tay che cái mắt, hay là che ở trên cái mắt mình lại để cho đừng có nắng chói quá. Thì ở đây thiên sứ đối diện với sự vinh hiển của Chúa cũng phải lấy hai cánh che mặt mình lại, rồi hai cánh che chân mình lại để che cái sự xấu hổ, để che người mình lại và không có dám đối diện với Đức Chúa Trời. Rồi hai cánh dùng để bay. Chúng ta biết rằng thiên sứ di chuyển là bằng cách bay rất là nhanh, cho nên là thiên sứ bình thường thì chỉ có hai cánh để bay thôi. Nhưng mà thiên sứ Seraphim này là thiên sứ thờ phượng Chúa, ở gần Chúa thì phải có tới 6 cái cánh lận. Vậy chúng ta ghi ở đây, hình ảnh thiên sứ có 6 cánh. Hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân, và hai cánh để bay. Điều gì xảy ra khi các Seraphim ca ngợi Chúa ở trong câu 4? Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Chúng ta thấy rằng các Seraphim cùng nhau kêu lên là gì các em? Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Các Seraphim ngợi khen Chúa. Và khi các Seraphim ngợi khen Chúa như vậy thì các cái nền cửa rúng động và đền đầy những khói. Nền cửa rúng động, đền đầy những khói. Đây là cái hình ảnh thật khi mà chúng ta lên thiên đàng và chúng ta được nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Khi các em mà được xem những cái chương trình ca nhạc hay là những cái chương trình sân khấu ở ngoài trời đó, thì các em thấy rằng cái âm thanh rất là lớn và rất là sống động. Khi mà người ta mở nhạc lên thì cái âm nhạc nó nghe in và nó làm như là nó tác động lên cái những cái vật ở xung quanh, cái gì nó cũng rung động, ngay cả cái tim mình nó cũng giống như đập thình thịch theo khi mà mở nhạc to như vậy. Rồi ở trên những sân khấu người ta làm khói, người ta tạo những cái khói, rồi kết hợp với những cái đèn màu để cho đẹp cái sân khấu khi mà các ca sĩ bước ra hát hay là những diễn viên bước ra. Thì người ta làm như vậy là người ta bắt chước theo cái quan cảnh ở trong Kinh Thánh đây. Và chúng ta biết rằng những cái điều mà người ta làm ở trên sân khấu đó, đó là những cái điều người ta tạo nên, nhân tạo, tự tạo nên. Nhưng mà đối với thiên đàng, khi mà chúng ta đối diện với Chúa thì tất cả những cái điều này là thật, và Chúa là đấng vinh hiển. Và khi các Seraphim ca ngợi Chúa như vậy thì tất cả các nền cửa rúng động và đền đầy những cái khói trước sự hiện diện của Chúa. Rất là vinh hiển, rất là đẹp, rất là vĩ đại.
Dù các seraphim chói sáng rực rỡ cũng phải cúi đầu che mặt khi đối diện với sự thánh khiết vinh hiển đầy uy quyền của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh á, ghi lại khi mà các thiên sứ xuất hiện á, thì chói lòa, rực sáng, và những người họ nhìn thấy thiên sứ họ phải hoảng sợ. Nhưng mà dầu thiên sứ chói sáng rực rỡ như vậy đó, khi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì các thiên sứ cũng phải cúi đầu che mặt và không dám nhìn cái sự thánh khiết vinh hiển của Chúa, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là Đức Chúa Trời vinh hiển thánh khiết. Cả thế giới phải cúi đầu thờ lại Chúa vì Ngài là đấng thánh khiết chân thần duy nhất. Và chúng ta thấy rằng Chúa là đấng rất là vĩ đại, rất là vinh hiển, rất là thánh khiết. Bây giờ thì người ta, chỉ những người tin Chúa mới cảm biết được điều đó, tin điều đó. Còn những người chưa tin Chúa thì họ không thấy được điều đó. Nhưng trong ngày của Chúa đến, khi Chúa Giê-xu trở lại, Chúa Giê-xu tái lâm, thì Chúa Giê-xu sẽ đến với tư cách một vị vua vinh hiển, và tất cả mọi người ở trên thế giới phải cúi đầu thờ lại Chúa, vì Chúa là đấng thánh khiết, là chân thần duy nhất. Thực hành mỗi ngày, em xin Chúa tha thứ tội cho em để em được đến gần Chúa thánh khiết và vui mừng ca ngợi danh Chúa. Khi Chúa thánh khiết như vậy đó thì mình tội lỗi thì mình không được đến gần với Chúa. Cho nên là mình xin Chúa tha thứ cho mình những cái tội lỗi, những cái điều gì mà không đẹp lòng Chúa, để rồi mình được Chúa tha thứ và mình được đến gần với Chúa. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em được phước khi có Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của em, để em thờ phượng và chúc tôn Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được đến gần Chúa để thờ phượng và chúc tôn Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và cho con luôn thờ phượng chúc tôn Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được đến gần Chúa để thờ phượng và chúc tôn Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và cho con luôn thờ phượng chúc tôn Chúa mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn cảm nhận sự hiện diện, sự thánh khiết của Chúa và trung tín trong việc thờ phượng, ngợi khen Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nhé.